Hello, xin chào tất cả các bạn. Ê, đang làm gì đấy? Hôm nay mình đi đâu? Đi chơi. Chơi ở đâu? Đi chơi ở Seoul. Seoul? Không phải đi chơi. Đi làm chơi. Mà. Đi làm. Đi chơi đi. Chỉ nghĩ đi chơi. Đi làm mà. Đi chơi. Chơi đâu? Đi chơi ở Seoul. Đi làm. Đi làm chứ không phải đi chơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thông báo với các bạn một tin là mình và Te đã về Hàn Quốc được một thời gian rồi. Nhưng mà do công việc, tính chất của công việc bận rộn quá, mình không ra video với các bạn được. Hôm nay mình muốn giao lưu với các bạn ở trên YouTube này. Nên là mình có làm thêm một cái mảng gọi là du lịch Hàn Quốc. Khách hôm nay của mình là từ Việt Nam qua Hàn Quốc. Hiện tại thì bọn mình đang sống và làm việc ở Busan, nghĩa là gọi là miền Nam của Hàn Quốc. Khách du lịch của mình đến sân bay Incheon, gọi là miền Bắc thôi. Thế là mình và Taya đã lên đây từ tối hôm qua. Trong 5 ngày du lịch đấy, mình sẽ quay video và cho các bạn trải nghiệm ở trên màn hình YouTube. Và nếu các bạn muốn đi du lịch Hàn Quốc thì có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ đặt để số điện thoại, cả số Việt Nam và số về Hàn Quốc ở dưới phần mô tả này. Các bạn có thể liên hệ và mình sẽ hỗ trợ xin visa du lịch Hàn Quốc cho các bạn. Và sang đến bên đây thì mình và Taya sẽ hướng dẫn các bạn đi những địa điểm đẹp của Hàn Quốc, miền Nam, miền Bắc. Các bạn muốn đi đâu đều được trong 5 ngày 4 đêm. Trong 5 ngày tới mình sẽ quay video trải nghiệm du lịch của khách và gọi là mình cũng được đi chơi. Tại công việc bận quá nên là YouTube của mình cũng không quay được nhiều, nên là mình muốn làm cái mạng du lịch này để giao lưu với các người yêu thích quý mình ở trên YouTube đó. Muốn đi du lịch có thể liên hệ mình và sang đây trực tiếp, mình sẽ gặp trực tiếp mình và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đi những nơi nổi tiếng và có một cái gì đó rất là đẹp của Hàn Quốc. Bây giờ mình và Tài sẽ ra sân bay để đón khách du lịch từ Việt Nam sang. Thì 9:40 khách đến nơi. Hiện tại bây giờ 8:19. Giờ đấy tầm nửa tiếng. Đi. Đi. Một. Thời tiết. Ra ở Việt Nam ấy, mình về Việt Nam, mình bây giờ mình sang lại, mình vẫn muốn quay về Việt Nam. Nhưng mà ở Hàn Quốc này, sang Hàn Quốc này là thời tiết lúc nào cũng ok, mát rồi không oi. Thì thời tiết của Hàn Quốc bây giờ rất là mát. Buổi sáng thường trên miền Bắc này buổi sáng là mát, buổi tối cũng mát, buổi trưa là ấm ấm, thời tiết dễ chịu luôn, không oi như Việt Nam. Nhưng mà mình về Việt Nam thì chơi vẫn thích hơn, nhưng mà mỗi cái thời tiết đi. Hôm nay bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi gọi là review những cái địa điểm đẹp nhất của Hàn Quốc và dẫn cho khách du lịch trải nghiệm, có một trải nghiệm tốt nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở sân bay, đang đợi khách du lịch của mình. Có 3 người, ba mẹ con đến du lịch ở Seoul. Thì mình đấy là hướng dẫn viên du lịch đấy, hướng dẫn viên du lịch đấy. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Cái kia mà này. Xin chào mọi người. Để hướng dẫn viên du lịch, các bạn du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc, để hướng dẫn viên du lịch nhé. Đợi một lúc lâu quá đấy, kêu gói phải đi ăn đây mà, chồng bà bầu này. Đây là cửa hàng tiện lợi ở sân bay. Anh ăn gì? Cái gì? Anh ăn gì? Anh ăn gì cũng được, ăn cái gì cũng được. Kim ba không? Ăn bánh. Ăn bánh à? Em ăn gì?
đây. Được. Cái này. Hả? À. Không, em cái này. Anh ăn gì? Uống sữa đi. Uống sữa. Uống sữa gì? Dâu. Là tóc dầu. Dầu. Xin chào các bạn, đây giờ là tay đón khách rồi. Đây. Các cô đang ngồi hả? Ok. Ngại à? Ngại không? Ngại không? Lần đầu tiên làm hướng dẫn viên du lịch. Với cả đây là lần đầu tiên là cô sang Hàn Quốc hay là cô sang? Đây lần thứ hai. À, lần thứ hai. À, trước sang một lần nữa đúng không? Trước sang năm 2016. À. Tự túc đi, vẫn đi tự túc nhảy không? Không, trước đi ca đi thì sao? Đi tour. Đi tour đúng không? Từ này cũng đi tự túc. Ba khách, ba mẹ con, có ba mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh sang đây. Hello, xin chào tất cả các bạn hiện biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở Phần Lan, Hà Lan ấy, một đất nước Hà Lan thu nhỏ ở bên Hàn Quốc. Đây, tay em khách du lịch đây. Các bạn nhìn Phần Lan này, Phần Lan Hàn Quốc. Đi vào trong nhà. Đây là của giật cá mình. Vãi. Giật cá mình. Đây trong này có cái người này. Ui. Đúng rồi, giật mình luôn. Sợ ấy. Kiểu chỗ này là thì có lịch sử 6.000 năm á. Vừa đấy ông Dương nói lịch sử 6.000 năm thì kiểu ngày xưa ở cái chỗ này là người ta sống kiểu này. Có mỗi quần con gái thế. Đấy. Đấy. Khách đang đứng kia chụp ảnh. Chụp ảnh nhé. Đi. Chụp rồi. Chụp rồi. Wow. Đi. Đây là của Hà Lan ấy. Đất nước Hà Lan. Đất nước Hà Lan ở Hàn Quốc. Hà Lan ở Hàn Quốc. Đây, khách du lịch chụp ảnh đây. Ở đây có mở cửa không? À, xin gì không được vào. Trời. Em tăng cao nữa.